Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ban Lai Nhật Âu. Các bác vừa nghe cũng như là theo dõi cái em đồng hồ Swan Worldism. Thì đây là cái phiên bản mà shop thường hay gọi là dàn đồng ca mùa hạ, bởi vì đây là cái dàn dàn đồng ca khi mà tròn giờ sẽ đánh nhạc và hoạt động như cái đầu clip các bác xem. Em này thì cách đây cũng khoảng tầm 1 năm đã giới thiệu cho mọi người rồi, rất là lâu rồi mới về lại, và đặc biệt lần này về lại là hàng new luôn mọi người nhé, hàng new còn nguyên sách cũng như là phiếu bảo hành của hãng đi kèm. Đây là sách của hãng nhé, có cả phiếu bảo hành rồi cũng như là cái cách hướng dẫn sử dụng, cách thay pin, lắp đặt. Nhật thì họ rất là kỹ cho nên là mỗi cái sản phẩm mới thì họ đều có một cái cộng bộ ít nhất là 3 cái cuốn sách để đi theo. Em này thì được sản xuất tại Nhật, Make in Japan luôn. Khi mà mình để thẳng cái đồng hồ trên này thì các nhạc công sẽ chuyển động như này. Dàn đồng ca. Đây em này thì có 6 bàn nhạc mọi người nhé. Tròn giờ sẽ đánh nhạc 6 bàn nhạc, có ghi rõ ở phần trên mặt đây rồi. Mắt cầm để đánh sáng, tự động ngắt chuông đêm. Bác nào mà thích đơn giản nhưng hơi cầu kỳ, em này thì em thấy cũng hơi cầu kỳ một chút, thì có thể chốt mã đồng hồ là 1018. Cái size của chiếc đồng hồ là 53 và chiều ngang là 30. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật Âu, hoặc là truy cập web hanggiaban.vn. Ngoài các sản phẩm của hàng Nhật Bản ra thì shop còn rất là nhiều những cái đồ châu Âu khác, tủ kệ hay là đồng hồ tượng, những em đồng hồ Odo hay là em tủ cây, rất là nhiều những đồ chơi, đồ decor của châu Âu. Các bác có thể tham khảo. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.